Kính thưa quý vị, sáng nay 6 tháng 5 thì trong khuôn khổ ngày IPv6 Việt Nam do Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tổ chức, Trung tâm Internet Việt Nam VNIC đã cùng các doanh nghiệp cung cấp Internet lớn tại Việt Nam chính thức khai trương dịch vụ IPv6 sau 2 năm thử nghiệm. IPv6 là phiên bản địa chỉ Internet mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản IPv4 với hai mục đích cơ bản: khắc phục nhược điểm trong thiết kế của địa chỉ IPv4 và thay thế cho nguồn địa chỉ IPv4 vốn chính thức cạn kiệt tại châu Á Thái Bình Dương kể từ năm 2011. Lợi ích của IPv6 là không gian địa chỉ gần như vô hạn với hai lũy thừa 128 địa chỉ, gấp nhiều lần so với số lượng hai lũy thừa 32 địa chỉ do IPv4 tạo ra. Ngoài ra, IPv4 còn có khả năng tự động cấu hình, bảo mật kết nối từ thiết bị gửi đến thiết bị nhận, quản lý định tuyến tốt hơn, dễ dàng thực hiện kết nối máy tính trên Internet và hỗ trợ quản lý chất lượng mạng. Theo kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 của Bộ Thông tin và Truyền thông, lộ trình chuyển đổi sang IPv6 của Việt Nam diễn ra qua 3 giai đoạn. Giai đoạn khởi động từ 2013 đến 2015 và giai đoạn chuyển đổi từ 2016 đến 2019. Trong đó, năm 2013 được xem là năm quan trọng, chính thức bắt đầu giai đoạn thử nghiệm và chính thức chuyển đổi sau 2 năm chuẩn bị. Theo đó, hôm 6 tháng 5, Trung tâm Internet Việt Nam, gọi tắt là VNNIC, cùng với các doanh nghiệp Internet hàng đầu như VNPT, Viettel, FPT Telecom, Netnam, SPT, đã chính thức khai trương và triển khai cung cấp dịch vụ IPv6 đến người dùng. Ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, trưởng ban thúc đẩy IPv6 quốc gia cho biết, sau khi chính thức khai trương trong năm nay, có 3 vấn đề mà Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung thực hiện để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của IPv6. Bắt đầu từ năm nay thì chúng ta sẽ thực hiện, trong đó tập trung vào hoàn thiện lại cái hạ tầng kỹ thuật của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet sẵn sàng cho cái việc chuyển đổi sang IPv6. Cái thứ hai là thúc đẩy phát triển các dịch vụ, các ứng dụng, các cái nội dung mà sử dụng cái IPv6. Và cái thứ ba là thúc đẩy các cái việc sử dụng IPv6 ở các cái mạng dùng riêng của các tổ chức, cơ quan, nhà nước, rồi các cái doanh nghiệp lớn. Theo ghi nhận của VNNIC, đến giữa năm 2012, tổng số truy vấn trên hệ thống dnsquocgia.vn là gần 95 triệu. Trong đó, số lượng truy vấn bản ghi AAAA của IPv6 là gần 13 triệu, chiếm 13,7%.